Cổ nhân chỉ rõ, bốn đặc điểm của người có phúc lớn, về già rất sớm. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, không phải tự nhiên người ta nói tướng do tâm sinh, ngôn do tâm biểu, là vì vẻ ngoài của một người thực sự xuất phát từ trái tim của người đó. Quan sát kỹ lưỡng những người xung quanh, chúng ta sẽ nhận thấy rằng vẻ bề ngoài không chỉ phản ánh diện mạo mà còn bộc lộ những nét tính cách và phúc khí bên trong. Có những người dù không nói một lời, nhưng từ ánh mắt, nụ cười đến phong thái đều toát lên sự bình an và may mắn. Cổ nhân đã đúc kết rằng, người có phúc lớn thường mang bốn đặc điểm mà chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài là có thể nhận ra. Hãy cùng khám phá những đặc điểm này để hiểu rõ hơn về cách phúc đức hiện diện trên dung mạo của mỗi người và xem bạn có trong số đó không nhé. Thứ nhất, người có tướng mạo đoan trang, đại khí chính là phúc. Khi nhìn một người, chúng ta cần có cái nhìn tổng thể, bao quát, nhìn vào cả con người họ, từ ngoại hình, cử chỉ, lời nói đến hành động, thói quen. Bởi lẽ những điều này chính là biểu hiện cho thái độ sống, giá trị đạo đức và nội tâm của mỗi cá nhân. Có những kẻ mang vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy, ăn mặc chỉnh chu, nói năng hòa mỹ, nhưng tâm địa lại đen tối, toàn tính. Họ chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân, sẵn sàng giẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích. Những kẻ như vậy, dù có khoác lên mình lớp vỏ đẹp đẽ đến đâu, cũng chỉ là ác quỷ đội lốt người, không xứng đáng được tin tưởng và tôn trọng. Ngược lại, có những người tuy vẻ ngoài bình dị, thậm chí có phần xuề xòa, giản dị, nhưng lại sở hữu một tâm hồn cao đẹp, nhân cách cao thượng. Họ sống chân thành, giản dị, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Những người như vậy, dù không có ngoại hình nổi bật, nhưng lại luôn được mọi người yêu mến, kính trọng và tin tưởng. Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy, những vị anh hùng, những nhà lãnh đạo tài ba xuất chúng, không phải lúc nào cũng sở hữu ngoại hình rực rỡ. Họ có thể là những người bình dân, thậm chí có phần tầm thường. Nhưng chính nhờ đức độ, tài năng và bản lĩnh phi thường mà họ đã tạo nên những điều vĩ đại, góp phần thay đổi vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Như một doanh nhân thành đạt, để có thể chèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt qua muôn vàn sóng gió, họ cần phải có bản lĩnh, sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo xuất chúng. Nhưng hơn hết, họ cần phải có phẩm chất và năng lực ổn định để có thể giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, đưa ra những quyết định sáng suốt và dẫn dắt doanh nghiệp đi đến thành công. Một người cao tuổi đáng kính, được mọi người yêu mến và kính trọng, không chỉ bởi sự trải nghiệm phong phú mà còn bởi sự bao dung, độ lượng và trí tuệ uyên thâm. Họ luôn cư xử ôn hòa, nhã nhặn, biết trọng việc làm, biết nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể và luôn đưa ra những lời khuyên bổ ích cho thế hệ trẻ. Có câu nói rất hay: đức có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật. Một người có đức độ cao đẹp, luôn làm việc thiện, tích đức sẽ tự nhiên gặt hái được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Bởi lẽ, phúc đức tương sinh, khi ta gieo thiện, ác sẽ nhận được quả tốt. Nhìn người, nhìn tâm. Nhìn tâm, nhìn vận mệnh. Hãy luôn ghi nhớ điều này để có thể có những đánh giá khách quan, chính xác về người khác và từ đó xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, bền vững trong cuộc sống. Thứ hai, người có khuôn mặt hiền hậu, luôn miệng mỉm cười, chính là phúc. Cổ ngữ có câu, các nhân tự có thiền tướng, đã từ lâu trở thành lời nhắc nhở sâu sắc về mối liên hệ mật thiết giữa vẻ bề ngoài và tâm hồn con người. Một người lương thiện, nhân hậu sẽ tự bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp qua ánh mắt, nụ cười và cử chỉ của họ. Khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu chính là biểu hiện rõ nét nhất cho lòng thiện tâm. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp, cử
cử chỉ nhẹ nhàng của họ như lan tỏa năng lượng tích cực, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, tin tưởng và muốn kết thân. Những người như vậy thường được quý mến, gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong cuộc sống. Ngược lại, những kẻ có tâm địa hẹp hòi, độc ác thường mang trên mình những nét tướng mạo dữ tợn. Ánh mắt lạnh lùng, nụ cười gượng gạo, cử chỉ thô lỗ của họ khiến người khác cảm thấy dè chừng, xa lánh. Họ dễ vướng vào những mâu thuẫn, tranh chấp và khó có thể đạt được thành công. Tuy nhiên, tướng mạo con người không phải là yếu tố cố định mà có thể thay đổi theo thời gian. Khi ta nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, rèn luyện tâm tính lương thiện, khuôn mặt cũng sẽ dần trở nên sáng sủa, phúc hậu hơn. Nụ cười thường trực trên môi sẽ thay thế cho những nếp nhăn cao có. Ánh mắt hiền hòa sẽ thay thế cho ánh mắt lạnh lùng. Các bạn hãy nhớ rằng, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Khi ta gieo thiện, ác sẽ nhận được quả tốt. Hãy luôn giữ cho tâm hồn thanh tịnh, hướng thiện, gieo rắc những yêu thương. Bạn sẽ nhận lại được hạnh phúc và may mắn. Hãy học cách mỉm cười mỗi ngày. Nụ cười chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc và thành công. Hơn nữa, mọi người thường nói, những người thích cười thường sẽ gặp nhiều may mắn. Vì vậy, nếu bạn muốn gặp may mắn, thì bài học đầu tiên chính là học cách mỉm cười. Nếu nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, vậy thì nụ cười cũng có thể xem là mặt tiền của một con người. Hoàn cảnh thay đổi theo trái tim. Nụ cười có thể nói là sản phẩm bảo dưỡng rẻ tiền nhất và cũng có hiệu quả nhất. Một người có nụ cười trên môi mỗi ngày nhất định là người luôn tràn đầy niềm vui, mang lại cho người khác một loại cảm giác thoải mái, ấm áp, một cảm giác tích cực tràn trề sức sống, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều vui vẻ, muốn làm thân. Thái độ sống của những người luôn giữ nụ cười trên môi thường lạc quan tích cực, may mắn sẽ luôn đồng hành cùng họ. Vì vậy, dù có gặp phải những điều tồi tệ đến đâu, có lẽ đó chỉ là một thử thách mà ông trời ban cho chúng ta. Chỉ cần bạn không nản chí ngã lòng, không tiêu cực sa sút, mà dùng trạng thái tâm lý tích cực lạc quan đối diện với nó, nghĩ mọi cách để giải quyết nó. Trong quá trình đó vẫn không quên mỉm cười, may mắn tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Thứ ba, người có nguyên tắc và trái tim trong sáng chính là phúc. Một người có bộ mặt xảo trá và hành vi vô lương tâm thì chắc hẳn người này không thể giữ bí mật đó được lâu. Ngược lại, nếu người này có những nguyên tắc nhất định, tuân theo quy luật của tự nhiên và xã hội trong việc làm, giữ được sự trong sáng của bản thân, thì chắc chắn người này là người hạnh phúc trong cuộc sống. Lắng động radio để ý thấy rằng, trong thời đại hiện nay, chân, thiện, nhẫn, ba giá trị đạo đức cốt lõi dường như đang dần phai mờ trong tâm thức của nhiều người. Thay vào đó, nguyên tắc bị thay thế bởi những toàn tính, vụ lợi dẫn đến sự hoành hành của những con rối vô nguyên tắc. Trong cuộc đời này, không ít kẻ khoác lên mình lớp vỏ đạo đức giả, đánh lừa thị giác của người khác. Tuy nhiên, liệu đạo đức giả có thực sự mang lại lợi ích lâu dài? Câu trả lời chắc chắn là không. Đạo đức giả chỉ như một con dao hai lưỡi, thoạt nhìn có vẻ sắc bén, giúp con người đạt được mục đích nhất thời. Nhưng hậu quả để lại sẽ dai dẳng và khó có thể gỡ gạt. Niềm tin sụp đổ, danh dự mất mát, và quan trọng hơn, tâm hồn bị vấy bẩn bởi những toan tính lừa dối. Ngược lại, tấm lòng nhi đồng trong sáng dù có thể khiến ta gặp nhiều gian nan thử thách trong giai đoạn đầu, nhưng lại là nền tảng vững chắc cho một cuộc sống an yên và hạnh phúc lâu dài. Đó như ánh sáng soi đường, dẫn lối ta đến với những giá trị chân thiện mỹ, giúp ta sống một cuộc đời thanh thản. Mạnh Tử, nhà triết học lỗi lạc thời Đông Hán, đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng của hạo nhiên chi khí, tinh thần chính đại cương trực, thay vì hư ngụy chi khí, khí phách đạo đức giả. Bởi vì ông thấu hiểu rằng con đường chính đáng dẫn đến một khí tức tươi sáng, rạng rỡ. Con đường ấy đòi hỏi con người phải có lòng dũng cảm, ý chí kiên định và một trái tim trong sáng hướng đến lẽ phải.
Ngày nay, nhiều người hoài nghi về giá trị của lòng tốt, cho rằng nó khiến con người trở nên yếu đuối, dễ bị lợi dụng. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai lầm. Lòng tốt xuất phát từ sự đồng cảm, vị tha và mong muốn giúp đỡ người khác. Nó là biểu hiện của một tâm hồn cao đẹp, hướng đến những giá trị nhân văn cao quý. Hãy nhớ rằng, người tốt, người xấu đều không ai lừa gạt được ông trời. Một người có tâm thiện, ắt sẽ có tư tưởng tốt, luôn sống khoan dung, bao dung, biết nhẫn nhịn trước nghịch cảnh, không vụ lợi, toàn tính. Họ có thể gặp nhiều gian nan, thử thách, nhưng cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngược lại, những kẻ bất thiện, dù có che đậy bằng vẻ ngoài đạo đức giả, cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Chân, thiện, nhẫn, ba giá trị đạo đức này là hơi thở của chính nghĩa, giúp ta định hướng bản thân, sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn. Hãy trân trọng và gìn giữ những giá trị này, để mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình vun đắp cho tâm hồn thêm thanh cao, tốt đẹp, quý vị nhé. Thứ tư, người có khuôn mẫu, lòng khoan dung và cái nhìn sâu rộng chính là phúc. Có thể khi nghe xong tiêu đề này, sẽ có rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao khuôn mẫu và lòng khoan dung đều đang nói về bên trong tâm hồn, sao có thể cho là tướng mạo được? Vậy khuôn mẫu là gì? Lợi ích là gì? Nó liên quan gì đến ngoại hình? Một người thiển cận, anh ta hoặc đang trăn trở về ngày hôm nay, hoặc vướng vào khuyết điểm của cha mẹ vào ngày mai. Nói như vậy, hắn đơn giản chỉ là một người tầm thường, hoàn toàn không suy nghĩ được. Sắc mặt dù có tốt đến đâu thì cũng không có ích lợi gì. Một người thật sự hiểu biết chắc chắn có thể là người rộng rãi, có thể bao dung những khiếm khuyết của người khác và thế giới. Và cuối cùng anh ta có thể nói chuyện và cười một cách thoải mái và tự do. Lão Tử đã từng nói, đun hề kỳ nhược phát, khoáng hề kỳ nhược cốc. Người ta cần mộc mạc chất phát như chưa đẽo gọt, giữ cho bản thân trống rỗng như hàng núi. Làm người nên là như vậy, khiêm tốn, chất phát, xem mình không có gì cả. Bởi vì khiêm tốn, chất phát chính là phúc khí của một người. Người khiêm tốn luôn nhìn thấy những chỗ thiếu sót của bản thân mình, có thể quan tâm, tôn trọng người khác. Họ cũng không cậy tài mà quát nạt người, coi thường người khác. Khi một người mang trong mình đức tính khiêm tốn, thấp điệu, nguyện ý ở dưới người khác, thì bạn bè và các mối quan hệ của họ cũng rộng mở, phúc khí cũng tăng theo lên. Đối với những người bình thường như chúng ta, nếu muốn đạt được mục tiêu tài chính và hạnh phúc nhất định, điều cần thiết là mở rộng tầm nhìn và khám phá thế giới rộng lớn hơn. Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua giới hạn bản thân và đón nhận những cơ hội mới. Nhiều khi, chúng ta bị gò bó bởi những quan điểm cũ kỹ và môi trường xã hội xung quanh. Tuy nhiên, chỉ khi mở lòng đón nhận và dám mạo hiểm, ta mới có thể nảy sinh ý tưởng sáng tạo và gặt hái thành công vang dội. Hãy phá vỡ khuôn mẫu cũ kỹ để cuộc sống trở nên phong phú và tận hưởng những giá trị mới mẻ. Quý vị thân mến, bên cạnh việc mở rộng tầm nhìn, chúng ta cũng cần lưu ý đến sự cân bằng trong việc thể hiện lòng lương thiện. Lòng lương thiện là một đức tính tuyệt vời. Nhưng nếu ta quá chú trọng vào nó, ta có thể đánh mất giá trị và lòng tự tôn của bản thân. Việc quá quan tâm đến người khác đôi khi khiến ta trở nên vô giá trị trong mắt họ. Hoàn toàn đúng đắn khi ta quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng điều quan trọng là phải giữ được sự cân bằng. Hãy biết đặt ra giới hạn và tôn trọng bản thân. Khi ta có giá trị và lòng tự tôn, ta mới có thể mang lại sự tôn trọng và giá trị cho người khác một cách xứng đáng. Lòng lương thiện là điều cần thiết, nhưng lương thiện quá lại cũng có thể khiến bạn trở thành đối tượng bị lợi dụng. Hãy nhớ rằng, lương thiện cũng cần có trí tuệ. Thứ nhất, lương thiện cần có đầu óc. Ai cũng nên hướng tới cái thiện.
Ai cũng đều biết, lương thiện là một phẩm chất cao đẹp. Nó cần được dẫn dắt bởi lý trí để phát huy giá trị đích thực. Việc giúp đỡ người khác là hành động đáng trân trọng, nhưng ta cần tỉnh táo lựa chọn thời điểm và đối tượng phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất. Hiền lành, tử tế, nhưng sai người, sai lúc, ta chỉ nhận lại sự coi thường thay vì lòng biết ơn. Niềm tin mù quáng vào sự chân thành của người khác mà không có sự sàng lọc có thể khiến ta tổn thương và thất vọng. Lòng tốt thiếu đi sự tỉnh táo có thể trở thành gánh nặng cho bản thân và tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Lý trí đóng vai trò then chốt trong việc định hướng lòng tốt. Nó giúp ta phân biệt thiện ác, đúng sai, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt trong việc giúp đỡ người khác. Lòng tốt xuất phát từ lý trí sẽ mang lại lợi ích thiết thực, tạo sự lan tỏa tích cực và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Hãy trân trọng lòng tốt của bạn, nhưng đừng để nó trở thành điểm yếu. Hãy lương thiện có đầu óc, biết cách bảo vệ bản thân và giữ gìn lòng tự tôn. Hãy nhớ rằng, lòng tốt đích thực là khi nó xuất phát từ trái tim chân thành, được dẫn dắt bởi lý trí sáng suốt và mang lại lợi ích cho cả bản thân và cộng đồng. Hãy biến lòng tốt trở thành ngọn đuốc soi sáng con đường của bạn. Nhưng đừng quên mang theo bản đồ lý trí để dẫn lối và định hướng cho hành trình của bạn. Thứ hai, lương thiện quá lại thành ra không có đầu óc. Khiêm tốn quá lại hóa ra nhu nhược. Các bạn có từng nghe đến câu nói, con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ. Đây chính là lời nhắc nhở thấm thía về ranh giới mong manh giữa lòng tốt và sự dễ dãi. Lòng tốt là phẩm chất cao đẹp, nhưng khi ta cho đi quá nhiều mà không tỉnh táo, nó có thể trở thành gánh nặng cho bản thân và tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Đúng vậy, những người xung quanh ta sẽ dần quen với sự hy sinh và giúp đỡ của ta, coi đó là điều hiển nhiên mà không trân trọng. Khi ta mệt mỏi, họ cũng chẳng màng đến cảm xúc của ta. Lòng tốt bị xem nhẹ, dẫn đến sự tổn thương và thất vọng. Hơn nữa, lòng tốt quá mức có thể khiến ta dễ bị tổn thương. Khi ta luôn tha thứ và bỏ qua cho lỗi lầm của người khác, họ sẽ xem đó là sự nhu nhược, dễ dãi và tiếp tục tái phạm. Họ thiếu đi sự trân trọng và hối lỗi, thậm chí lợi dụng lòng tốt của ta để trục lợi cho bản thân. Hãy nhớ rằng, lòng tốt cần được đặt đúng chỗ. Giúp đỡ những người xứng đáng, những người biết trân trọng và đáp lại bằng sự chân thành. Đừng để lòng tốt trở thành tấm bình phong cho sự toan tính và lừa dối. Hãy học cách yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác. Biết quý trọng bản thân, ta mới có đủ sức mạnh và tỉnh táo để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương không đáng có. Đừng để lòng tốt bị lợi dụng, biến thành gánh nặng cho chính mình. Hãy sống khôn ngoan, đặt ra ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ. Giúp đỡ khi cần thiết, nhưng đừng để lòng tốt bị xem thường hay lợi dụng. Hãy yêu thương bản thân và trân trọng những ai thực sự trân trọng bạn. Lòng tốt là một món quà quý giá, nhưng nó cần được trao tặng một cách thông minh và tỉnh táo. Hãy biến nó thành sức mạnh để kết nối yêu thương, chứ không phải là gánh nặng hay điểm yếu. Thứ ba, hãy nhớ rằng, cái gì cũng có chừng mực. Trên đời này, mối quan hệ nào cũng cần sự vun đắp từ hai phía. Có qua có lại là quy luật bất biến, và lòng tốt cũng không ngoại lệ. Niềm tin và sự chân thành là nền tảng cho mọi mối quan hệ bền vững. Cho đi lòng tốt là một hành động cao đẹp, nhưng hãy cẩn trọng để nó không bị lợi dụng. Giúp đỡ những người xứng đáng, những ai biết trân trọng và đáp lại bằng sự chân thành. Đừng để lòng tốt của bạn trở thành cây giếng không đáy, nuôi dưỡng lòng tham vô đáy của kẻ khác. Khoan dung với những kẻ bất nhân chỉ khiến họ thêm ngang ngược. Lòng vị tha cần được đặt đúng chỗ, chứ không phải là sự nhu nhược, dễ dãi. Nhẫn nhịn một chút có thể mang lại bình yên, nhưng nhẫn nhịn quá mức sẽ khiến bạn trở thành con mồi cho sự toan tính. Lùi một bước
trời xanh biển rộng. Chỉ đúng khi ta đối mặt với những người thiện chí. Khi đối diện với kẻ vô ơn, lùi một bước chỉ khiến họ lấn lướt, nhường nhịn chỉ khiến họ coi thường. Hãy bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương không đáng có. Đừng để lòng tốt bị đánh đổi bởi sự giả tạo và lợi dụng. Tha thứ lặp đi lặp lại chỉ khiến kẻ khác xem nhẹ bạn. Thỏa hiệp không ngừng khiến bạn trở nên vô hình. Tốt bụng không đồng nghĩa với việc mù quáng. Hãy sáng suốt để phân biệt lòng tốt chân thành với sự lợi dụng. Lòng tốt cần được đặt đúng chỗ, đi cùng lý trí và bản lĩnh. Quý vị thân mến, qua đây ta có thể thấy mỗi người sinh ra đều có một túi tiền. Người phúc đức lớn thì túi tiền lớn, sống vương giả. Người phúc đức nhỏ thì túi tiền vừa phải, sống cuộc sống bình thường. Còn người không có phúc sẽ phải lai lát sống qua ngày. Bởi vì mỗi người đều có một túi tiền phúc phận. Phúc cạn thì mệnh suy. Người ta thường nói, mỗi người sinh ra đều có một túi tiền, đã dấy lên nhiều tranh luận về vai trò của phúc phận và nỗ lực trong việc tạo dựng cuộc sống. Liệu chúng ta có bị giới hạn bởi một mức tiền định hay thành công phụ thuộc hoàn toàn vào cố gắng của bản thân? Đúng là có những cá nhân may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, thừa hưởng tài sản và địa vị. Tuy nhiên, số lượng này vô cùng nhỏ bé. Phần lớn chúng ta đều phải tự tay gây dựng cuộc sống từ con số 0. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc phủ nhận hoàn toàn vai trò của phúc phận. Phúc phận như một chiếc đòn bẩy vô hình, tạo điều kiện và mở ra cơ hội cho ta. Một người có phúc đức lớn sẽ dễ dàng gặp được quý nhân phù trợ, thuận lợi trong công việc, ít gặp trắc trở. Ngược lại, người có phúc đức mỏng manh thường gặp nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, phúc phận không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn. Nỗ lực và ý chí của mỗi cá nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc biến tiềm năng thành hiện thực. Một người có tài năng nhưng lười biếng, thiếu quyết tâm sẽ khó có thể thành công, dù cho họ có sinh ra trong gia đình giàu có hay có phúc đức lớn. Ngược lại, người có ý chí kiên cường, không ngừng học hỏi, nỗ lực, có thể vượt qua mọi khó khăn, gặt hái thành công, dù cho xuất phát điểm của họ có thấp kém. Có thể ví von rằng, phúc phận như chiếc bản đồ chỉ đường, giúp ta định hướng và tìm kiếm con đường đến thành công. Tuy nhiên, việc ta có đi theo bản đồ hay không, như thế nào và có đến được đích hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực và quyết định của bản thân. Vì vậy, thay vì trông chờ vào may mắn hay than trách số phận, hãy tập trung vào việc rèn luyện bản thân, trao dồi kiến thức, kỹ năng và không ngừng nỗ lực. Hãy biến túi tiền phúc phận thành động lực để bạn phấn đấu, gặt hái thành công và tạo dựng cuộc sống mà mình mong muốn. Toàn bộ xã hội, các ngành nghề đều đã được sinh mệnh cao cấp an bài. Người người đều trong số mệnh của mình mà sống, làm việc trong một giai tầng nhất định. Đó là phúc phận từ kiếp trước, hoặc nhiều kiếp trước của mỗi người tạo nên. Cho nên, nếu có người nóng lòng muốn cải mệnh, từ tầng lớp bậc trung lại muốn trở thành tỷ phú, họ có thể thông qua các thủ đoạn bất chính. Ví dụ như hối lộ, tham ô, buôn gian bán lận, v.v. Họ cũng có thể làm được điều ấy. Nhưng vì trong mệnh của họ không có phúc đức lớn nhường ấy, cho nên họ chỉ tạm thời đạt được, cuối cùng rồi cũng phải mất đi. Rất có thể họ sẽ phải khuynh gia bại sản, phải mắc bệnh, gặp nạn, hoặc phải dùng tính mạng mà hoàn trả lại. Bởi phép tắc của vũ trụ, lực lượng vũ trụ sẽ cân bằng tất cả. Chuyện này như trò đu dây, bạn có thể có cơ hội đạt được tiền tài, nhưng sẽ nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Bởi vì trong số mệnh của bạn không có phúc đức lớn như vậy, dù đã nhận được cũng sẽ mất đi. Hết thải tiền tài trong cuộc sống, hưởng thụ vật chất đều dùng đức của bản thân mà đổi lấy. Túi tiền trong số mệnh ở đây còn liên quan đến một vấn đề. Tiền mang theo từ số mệnh và tiền kiếm được trên thế gian là có bản chất khác nhau. Tiền mang theo từ số mệnh
là một hình thức tồn tại của đức. Sinh có thể mang theo đến, chết có thể mang theo đi, tùy theo nguyên thần của người đó mà đi. Một khi đem nó chuyển đổi thành tiền tài trong cuộc sống này, liền trở thành một đống giấy, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi mà thôi. Như vậy một người trong cuộc sống cố gắng kiếm tiền, chẳng khác nào đem đức quý giá trên người mình chuyển đổi thành một đống giấy phế liệu không thể dùng ở không gian khác, giống như dùng vàng để đổi thành đá vậy. Rất nhiều người cả đời vất vả để kiếm tiền, nhưng phần lớn số tiền đó lại được chi tiêu vào những thứ xa hoa và không thực sự cần thiết. Biệt thự lộng lẫy có phần lớn diện tích không được sử dụng, phòng đồ hiệu tràn đầy nhưng có phần lớn không được sử dụng. Suốt đời dù kiếm được nhiều tiền hơn nữa, phần lớn lại được dành cho người khác để tiêu xài. Mà hết thảy những điều này đều phải dùng thứ quý giá nhất trong sinh mệnh, đức mà đổi lấy. Điều này có đáng hay không? Xã hội hiện đại dường như bị chi phối bởi đồng tiền. Mọi người lao vào kiếm tiền, coi tiền là mục đích sống duy nhất, bất chấp đạo đức và giá trị tinh thần. Niềm tin vào đức dần phai nhạt, thay vào đó là sự tôn thờ mù quáng cho vật chất. Hành động vội vàng đem đức của mình tiễn đưa ra ngoài, đem đức trong sinh mệnh đổi thành tiền giấy, chính là đánh mất đi bản chất tốt đẹp của con người. Khi đức cạn kiệt, con người ta dễ sa vào những hành vi sai trái, bất chấp luật pháp và đạo đức, dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng cho bản thân và xã hội. Sự hỗn loạn và suy đồi đạo đức xuất phát từ chính sự tham lam, vô độ của con người. Khi đồng tiền trở thành thước đo giá trị duy nhất, những giá trị tinh thần như tình yêu thương, lòng nhân ái, sự bao dung dần bị lãng quên. Sống một cuộc sống chính thường là khi con người ta biết hài lòng với những gì mình đang có, coi kiếm tiền chỉ là phương tiện để duy trì cuộc sống, chứ không phải mục đích duy nhất. Cổ nhân luôn đề cao giá trị của hành thiện tích đức. Tích đức là lời răn dạy quý báu giúp con người hướng đến những giá trị tốt đẹp, bồi đắp tâm hồn và vun đắp cho một tương lai tốt đẹp. Hình ảnh gặp trẻ thì yêu, gặp già thì kính, gặp người tu hành thì cung phụng bố thí, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị tinh thần, những phẩm chất tốt đẹp của con người. Tuy nhiên, trong thời đại mạt pháp này, khi đạo đức con người dần sa sút, nhiều người bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền, bất chấp luân thường đạo lý. Họ trở thành những kẻ đi đêm, kẻ tham lam, kẻ bất chính, tự đánh mất đi túi tiền phúc phận của bản thân. Câu nói nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy đã được lưu truyền từ lâu. Tuy nhiên, quan điểm tứ tích phúc đức, ngũ độc thư mới thực sự là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc và thành công. Đức là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp. Hành thiện tích đức, bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao đạo đức là con đường duy nhất dẫn đến sự thăng hoa trong cuộc sống. Hãy trân trọng đức, bởi đó là kho báu vô giá mà mỗi người sở hữu. Hãy sống một cuộc sống chính thường, hướng đến những giá trị tinh thần cao đẹp, để bản thân và xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Quý vị thân mến, cổ nhân chỉ rõ rằng, người có phúc thường mang bốn tướng mạo dễ nhận biết. Tướng mạo đoan trang, đại khí, khuôn mặt hiền hậu, luôn miệng mỉm cười. Người sống nguyên tắc và có trái tim trong sáng, và người có lòng khoan dung, cái nhìn sâu rộng. Tuy nhiên, lương thiện cũng cần có trí tuệ. Lương thiện phải đi kèm với sự khôn ngoan, nếu không sẽ trở thành nhu nhược. Hãy luôn nhớ rằng, mọi thứ đều cần có chừng mực. Mỗi người đều có một túi tiền phúc phận. Khi phúc cạn thì mệnh suy. Hãy sống sao để giữ gìn và vun đắp phúc đức, để cuộc đời luôn an lành và thịnh vượng. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích và thú vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi kênh của chúng tôi và nhận thông báo về những video mới nhất. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu bạn thấy nó hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.